Hai bảo hắn tu tiên chương 312, đào yêu diệp kim đan. Trên diễn võ trường, lục dương chắp tay mà đứng, chui kiếm hồng anh mặc dây chuyền theo gió phiêu lãng, khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, phản phất đã hoàn toàn nắm giữ trận chiến đấu này hướng đi cùng thắng bại. Cùng lục dương hình thành tương phản chính là đào yêu diệp, như lâm đại địch. Kim đan cho nàng khiêu chiến lục dương lòng tin, nhưng cũng vẻn vẹn lòng tin mà thôi, nàng kim đan có thể hay không chiến thắng lục dương, trong lòng chính nàng cũng không chắc vô địch đang như thế nào chiến thắng đào yêu diệp lục dương cảm thấy có cần phải để đào yêu diệp biết được chính mình kim đan uy lực vô địch đang rất nhanh liền cho ra ngắn gọn mà hữu hiệu trả lời sử dụng la hán quyền lục dương bừng tỉnh đại ngộ nhớ tới mình còn có bực này tuyệt học lục thị la hán quyền đánh một cái trọc một cái đối nữ tính hiệu quả nổi bật đào yêu diệp nhìn thấy lục dương lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay tiếu dung tự hồ là nghĩ tới điều gì sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch lục sư huynh người ta là sư huynh muội người nhưng tuyệt đối không cần sử dụng la hán quyền được chưa lục dương nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng tất cả mọi người là đồng môn không cần đem sự tình làm như thế tuyệt la hán quyền là phật môn cái kia tu luyện tới đại thành có thể thân hóa la hán la hán quyền sao dưới lôi đài các sư huynh sư tỷ xì xào bàn tán không minh bạch đào yêu diệp vì cái gì như thế sợ hãi la hán quyền nên như thế theo ta được biết thế gian không có loại thứ hai la hán quyền la hán quyền tuy nói uy lực siêu quần nhưng lấy đạo sư muội thiên tư không đến mức như vậy e ngại a à. không rõ ràng dù là đông đảo sư huynh sư tỷ kiến thức rộng rãi cũng vẫn như cũ không rõ ràng trong đó nội tình tần nghiêng nghiêng đồng dạng không minh bạch nguyên nhân liền hỏi đại sư tỷ 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 người biết tại sao không nàng cùng lý hạo nhiên là kiếp trước cha con quan hệ mẫu thân còn không có gã đi nàng cùng lý hạo nhiên là ngang hàng đã vân chi là lý hạo nhiên sư tỷ vậy mình hô tỷ tỷ hẳn là không có vấn đề không biết có phải là ảo giác hay không tần nghiêng nghiêng luôn cảm giác vân chi lộ ra một tia như có như không mỉm cười cùng phổ thông la hán quyền so ra lục dương đánh la hán quyền sẽ cho người rụng tóc cái gì tần nghiêng nghiêng sững sờ còn tưởng rằng chính mình nghe lầm chưa nghe nói qua còn có loại quyền pháp này a à. Đây chính là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân thiên phú sao. Trên lôi đài, lục dương tay cầm trường kiếm, kiếm quang lấp lóe giống như tinh thần lưu chuyển. Đào yêu dịp chống ra ô màu đỏ, dù giấy nhẹ nhàng xoay tròn, tạo nên không gian gợn sóng. Lục dương kinh ngạc phát hiện chung quanh người xem biến mất, dưới chân lôi đài vô hạn mở rộng, không có biên giới. Trong lòng của hắn rung lên, ý thức được hắn trúng đào yêu dịp huyễn cảnh nếu như hắn coi là lôi đài chân chính vô biên vô hạn tùy ý chiến đấu kia rất có thể một cái không xem chừng liền ngã ra lôi đài thua trận tranh tài lục dương rút kiếm ép hướng đào yêu diệp đồng thời vận chuyển minh tâm kiến tính quyết phá vỡ huyển cảnh ô màu đỏ khép lại chống đỡ tại đào yêu diệp trước người đào yêu diệp cảm nhận được lục dương thông qua thanh phong kiếm truyền lại tới lực lượng hiểu không có thể cùng lục sư huynh liều mạng nàng bước liên tục nhẹ nhàng hướng về sau rút lui lục dương nào sẽ thả qua lần này cơ hội, liên tiếp đuổi theo. Cái này ô màu đỏ không biết là làm bằng vật liệu gì chế, thế mà có thể ngăn cản thanh phong kiếm liên tiếp không ngừng công kích. Đào yêu diệp nghĩ trăm phương ngàn kế cùng lục dương quần nhau, muốn cho hắn không xem chừng phóng ra lôi đài, nhưng vô luận chính mình làm sao nếm thử, lục dương đều tại bên bờ lôi đài bồi hồi, không phóng ra một bước. Ngươi lại khám phá ta huyễn cảnh. Đào yêu diệp quán hận nói, nàng đối với mình huyễn cảnh rất tự tin kim đan kỳ tu sĩ coi như biết rõ trúng huyễn cảnh cũng không cách nào khám phá duy chỉ có lục dương trong nháy mắt liền khám phá huyễn cảnh rất không tệ đào sư muội trước kia ngươi thi triển huyễn cảnh công pháp của ta sẽ tự động vận chuyển phá giải lần này là ta chủ động vận chuyển công pháp phá giải lục dương ngoài miệng nói không tệ kiếm trong tay chiêu càng phát ra lăng lệ coi như ô màu đỏ chất liệu đặc thù chính đào yêu diệp thân thể cũng không thể thừa nhận loại này cao phụ tại chiến đấu mỗi lần va chạm cánh tay của nàng đều chấn động đến trung lên chém kiếm quan thu liễm trong nháy mắt bộc phát trên không trung hình thành một cái vòng tròn đào yêu diệp không địch lại một chiêu này bay tứ tung ra ngoài đào yêu diệp thừa cơ cùng lục dương kéo ra cự ly chống ra ô màu đỏ trước người nhoáng một cái liền lại biến ra một cái đào yêu diệp hiện trường xuất hiện hai cái đào yêu diệp đều cầm ô màu đỏ, xảo tiếu yên hề, phân biệt không ra thật giả. Lục sư huynh, ngươi không phải nghĩ biết rõ ta kết chính là cái gì kim đang sao, vậy liền xin đừng dụng công pháp. Đào yêu diệp cũng là bất đắc dĩ, nàng chiêu này đối đầu ai cũng nên chiếm ưu thế, nhưng lục dương công pháp thiên sinh khắc chế nàng. Nàng một thân cao minh huyễn thuật tại lục dương nơi này cùng chơi đùa đồng dạng. Vậy cũng không cần. Lục dương nói được thì làm được, móc ra song sinh tịnh đế liên hạt sen, Xuất địa thi triển chủng thủ quyết, tịnh đế liên nở hoa, xuất hiện hai cái lục dương. Dưới trận một mảnh xôn xao, các sư huynh sư tỷ lần thứ nhất gặp loại này phân thân thuật. Lục dương sư để các sư muội ánh mắt lộ ra sùng bái ánh mắt, không hổ là lục sư huynh, sử dụng pháp thuật đều cùng người bình thường khác biệt. Hai cái lục dương đồng thời công kích hai cái đào yêu dịp. Hai cái này đào yêu dịp bên trong nhất định có một cái là huyễn thuật phân thân, huyễn thuật phân thân có thể dùng pháp thuật, nhưng không thể thực thể va chạm, cho nên một khi giao thủ lục dương liền nên biết được cái nào mới là thật đào yêu dịp, cái nào là giả. Phanh Phanh Hai đạo tiếng va chạm vang lên, lục dương có chút kinh ngạc, hai cái này đào yêu dịp thế mà đều có thể tiến hành cận chiến. Chẳng lẽ lại đào sư muội học xong thật phân thân thuật? Không đúng, đào sư muội dùng khẳng định là huyễn thuật, bằng không thì cũng liền sẽ không mời mình không vận chuyển công pháp. Nhưng nếu là huyễn thuật, hai cái này giao thủ đều có thực cảm giác đào sư muội muốn giải thích như thế nào một mực quan chiến đại sư tỷ khẽ vuốt cầm cảm thấy đào yêu diệp kim đan quả nhiên là có ý tứ cái này đồng dạng là một loại trong lịch sử không có kim đan trong đó tất nhiên có một cái là giả lục dương làm ra phán đoán trường kiếm bay múa kiếm quan như rồng đâm về trong đó một cái đào yêu diệp lục dương phân thân cũng xuất thủ công kích một cái khác đào yêu diệp phá Lục Dương hét lớn một tiếng, thi triển phá tự quyết, hai cái đào yêu diệp chỉ cảm thấy trước mắt bạch Quang lóe lên, chỗ cổ cảm nhận được băng lãnh xúc cảm. Thanh phong kiếm gác ở trên cổ của các nàng. Lục Dương nhíu mày, thẳng đến chiến đấu kết thúc, hắn đều không cách nào phân biệt ra đến ngọn nguồn cái nào mới là thật đào yêu diệp. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể dùng thực lực tuyệt đối đem hai cái đào yêu diệp đều đánh bại. Lục Dương trong thực lòng ẩn ẩn có một cái to gan suy đoán. Như thế nào, lục sư huynh, đoán được sao? Đào yêu dịp thua cũng không giận, có lục dương công pháp tại, nàng vốn là không thắng được lục dương. Một loại có hư thực chuyển đổi công năng kim đan. Đào yêu dịp miệng nhỏ khẽ nhất, không ngờ tới lục dương thật đoán được cái đại khái. Không sai biệt lắm, đây là một loại hoàn toàn mới kim đan. Ta thi triển huyễn thuật thời điểm, vấn đề lớn nhất là bị người thăm dò ra cái nào là thật, cái nào là huyễn thuật ta kim đang tránh khỏi vấn đề này. Lấy vừa rồi làm thí dụ, kỳ thật hai cái phân thân đều có thể là thật, cũng đều có thể là giả, hắn mấu chốt ở chỗ đối thủ là như thế nào nhận biết. Ngươi cho rằng hai cái đều là thật, vậy liền đều là thật, ngươi cho rằng hai cái đều là giả, vậy liền hai cái đều là giả. Lục sư huynh ngươi vừa rồi một mực không xác định cái nào là thật, cái nào là giả, đang không ngừng thăm dò, trong lòng ngươi không có quyết đoán, kia vừa rồi hai cái liền đều là thật ta, duy nhất biện pháp là ngươi xác định cái này một cái là thật một cái khác là giả toàn lực công kích ngươi cho rằng là thật ta huyễn thuật mới có thể phá vỡ đây cũng là ta kim đan hư thực như ý đan tiểu sư đệ lục dương ngẩng đầu lúc này mới phát hiện đại sư tỷ cũng đang quan chiến lục dương nhảy xuống lôi đài đàng hoàng đứng tại đại sư tỷ trước mặt mang trên mặt lấy lòng tiếu dung đại sư tỷ ngươi trở về nha tần nghiêng nghiêng kinh ngạc nàng lần thứ nhất gặp lục dương như thế an phận đánh không tệ ta vốn cho rằng ngươi tấn thăng đến kim đan kỳ về sau kiếm pháp kiến thức cơ bản sẽ cùng không lên ngươi bây giờ cảnh giới muốn nhắc nhở ngươi một phen hiện tại xem ra là ta quá lo lắng đều là đại sư tỷ ngài dạy tốt lục dương nào dám buông lỏng đối kiến thức cơ bản huấn luyện tưởng tượng trước đây hắn vừa mới tu luyện trận kia đại sư tỷ vì huấn luyện hắn kiến thức cơ bản ban ngày chơi đậu hũ ban đêm ngâm nở nước tắm nếu không phải linh đang dịu dược dự trữ đủ nhiều hắn có thể hay không sống sót đều khó nói nếu như bị đại sư tỷ phát hiện kiến thức cơ bản không vững chắc lại đến như thế một lần lục dương ngẫm lại liền khẽ run rẩy cũng không thể một lần nữa tiểu đào từ song sinh tịnh đế liên bên trong ngộ ra âm dương chuyển hóa kim đan cũng đem nó cùng huyễn thuật liên kết bắt đầu là chuyện tốt nhưng ngươi cũng không nên quên ngươi đồng thời còn là vũ hóa tiên thể không muốn chậm trễ đối vũ hóa tiên thể khai phát Vâng, mới đại sư tỷ. Được rồi, lần chiến đấu này phục bàn hai người các ngươi sau này trở về lại làm, lần này xem trước một chút tiểu mạnh cùng tiểu mang chiến đấu. Hai người này đánh lâu như vậy. Đào yêu dịp giật mình, nàng cùng lục dương đánh liền đủ lâu, không nghĩ tới mạnh cảnh chu cùng mang cốt càng có thể đánh. Hai người đều là thể tu, đánh nhau không tốt phân thắng bại. Lục dương không ngoài ý muốn, mạnh cảnh chu kim đang đối yêu ma quỷ quái có hiệu quả, nhưng đối đồng dạng là thể tu mang cốt liền vô dụng. Mang cốt cầm trong tay một cây yêu thú xương đùi, đây là hắn tại rừng rậm chiến lợi phẩm, lấy từ liên thủ với đào yêu dịp xử lý một vị nguyên anh kỳ yêu thú. Mang cốt vung vẫy yêu thú xương đùi, ngao ngao kêu to, giống như là một vị giả nhân, ánh mắt bên trong tràn ngập điên cùng cùng giả mang. Lục dương nghi hoặc, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại trạng thái này mang cốt, mà lại loại phương thức này, Tự hồ cùng mang cốt tính cách cũng đối ứng không lên. Mang cốt chiến đấu dùng mang lực, nhưng cũng không có điên cuồng như vậy qua, giống như là tại trên hoang dã thú săn yêu thú đồng dạng. Mạnh cảnh chu cũng là bị mang cốt gián vẻ giật nảy mình, bỏ lỡ chiến đấu tiên cơ, từ bắt đầu liền bị áp chế. Đại bộ phận tinh lực dùng tại phòng ngự bên trên, rất ít tiến công, mà lại mang cốt phương thức chiến đấu tuy nói điên cuồng, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy loại này phương thức chiến đấu thô bên trong mang mảnh cả công lẫn thủ là trải qua vô số lần thảo nghiệm cùng cải tiến về sau hình thành phương thức chiến đấu a à, loại này phương thức chiến đấu tốt nhìn quen mắt a à, cùng ta gặp qua những cái kia mang tộc nhân cầm đầu lâu bằng đá đầu cái gì ùa lên đem địch nhân đầu óc đều ném ra đến bất hủ tiên tử nhìn thấy quen thuộc đồ vật biểu hiện rất là hưng phấn lục dương kỳ quái đây là thượng cổ mang tộc phương thức chiến đấu nhưng ta làm sao nghe nói thượng cổ mang tộc phương thức chiến đấu đã thất truyền mang tộc tuyệt tự vấn đề cũng rất nghiêm trọng đối tượng cổ sự tình ghi lại rất ít ngươi quên rồi mang cốt huyết mạch thế nhưng là bị ta chúc phúc qua yêu thú có thể thông qua huyết mạch truyền thụ thần thông thiên phú bản tiên tự nhiên cũng có thể làm được yêu thú đến cái nào đó cảnh giới trong huyết mạch ẩn tàng truyền thừa chi lực liền sẽ mở ra để yêu thú học được bản mệnh thần thông thao thế nhất tộc thông vệ cử vĩ hồ nhất tộc mị hoặc đều là như thế quyết mạch càng thuần khiết, mở ra truyền thừa chi lực thời gian càng sớm. Đúng rồi, mang cốt kết chính là cái gì Kim Đan. Lục Dương quay đầu hỏi Đào Yêu Diệp, đến bây giờ cũng không cần phải giữ bí mật đi. Hẳn là cũng cùng ta, cũng là lúc trước không có Kim Đan, tựa như là kêu cái gì Liệt Tổ Liệt Tông Đan, có thể mời Liệt Tổ Liệt Tông trên trời có linh thiên phụ thể, hỗ trợ chiến đấu. Lợi hại như vậy. Lục Dương ăn nhiều giật mình cái này chẳng phải là nói thượng cổ mang tộc linh hồn đều còn tại. Vân Chi chậm rãi lắc đầu, cũng không phải là như ngươi nghĩ, linh hồn tam mười vạn năm không tiêu tán, chỉ có tiên nhân mới có bực này năng lực. Khi mang cốt là chuyện gì xảy ra? Mang cốt tổ tiên mặc dù linh hồn tiêu tán, quy về thiên địa, nhưng mang cốt tổ tiên cùng mang cốt có huyết mạch liên kết, các tổ tiên cảm ứng được mang tộc tồn tại, đem giữa thiên địa biến mất linh hồn gây dựng lại một bộ phận, thuận thượng của mang tộc huyết mạch, Giáng Lâm đến mang cốt thể nội. Chỉ bất quá loại này phụ thể phương thức càng nhiều hơn chính là ra ngoài bản năng, không có linh trí. Lục Dương đang nghe truyện trên TV Audio CV nhớ tới Bất Hủ Tiên Tử, cái này cùng Bất Hủ Tiên Tử phương thức có chút tương tự, nhưng kém xa Bất Hủ Tiên Tử như vậy nghịch thiên. Cho nên mạnh cảnh Chu đối thủ không phải mang cốt một người, mà là cả một cái thượng cổ mang tộc. Lục Dương cảm thấy mạnh cảnh Chu ván này khó đánh thượng cổ mang tộc kia thế nhưng là đi theo bất hủ tiên tử lẫn vào chủng tộc đánh nhau cùng ăn cơm đồng dạng tấp nập kinh nghiệm chiến đấu một cái sau một cái phong phú mạnh cảnh chu ở đâu là đối thủ trên lôi đài mạnh cảnh chu bị đánh liên tiếp suy yếu la hám quyền cùng hám thiên lục thức đều không tốt dùng mang cốt hai mắt vô thần đã hoàn toàn bị thượng cổ mang tộc các tổ tiên tiếp quản chiến đấu toàn bộ nhờ bản năng luận nhục thân cường độ mạnh cảnh chu sau mang cốt muốn mạnh hơn một phần nhưng không chịu nổi mang cốt kinh nghiệm phong phú. Thượng cổ mang tộc các tổ tiên cộng lại kinh nghiệm chiến đấu trọn vẹn mấy chục vạn năm, mạnh cảnh chu cầm đầu cùng người ta so. Mang cốt mặc dù chiếm thượng phong, đè ép mạnh cảnh chu đánh, nhưng nhất thời hồi lâu cũng không cách nào chân chính chiến thắng mạnh cảnh chu. Mạnh cảnh chu dáng vẻ có phải hay không không đúng lắm. Mạnh cảnh chu cảm thấy mình lâm vào một cái kỳ dị trạng thái, trong thân thể, hai hạt đơn thân kim đang cảm nhận được mang cốt kim đang, giống như là bị chọc giận, không bị khống chế xoay tròn, giống như là hai viên mặt trời nhỏ, chiếu thân thể của hắn ấm áp, thân thể thông thấu, huyệt vị mở ra, mỗi một cái huyệt vị đều đang phun ra nuốt vào linh khí. Nương theo lấy hai hạt kim đang xoay tròn, Mạnh Cảnh Chu đại não chạy không, quá khứ trải qua từng cái tiếng vào trong đầu. Quá khứ trải qua co vào đến cực hạn, bỗng nhiên não hải một trận oanh minh, nổ tung lên. Mạnh Cảnh Chu đầu lắc lư một cái, chỉ cảm thấy thế giới đều so dĩ vãng rõ ràng mới vừa rồi là ngộ đạo ngộ ra đến một bộ quyền pháp mạnh cảnh chu nắm chặt lại nắm đấm có chút không thể tin hắn nghe nói ngộ đạo trạng thái có thể ngộ nhưng không thể cầu đại đa số tu sĩ cả một đời đều không đụng tới một hồi hắn mới kim đan kỳ liền ngộ đạo rồi mà lại từ vừa rồi trải qua nhìn là hai hạt đơn thân kim đan đang trợ giúp hắn ngộ đạo ta liền biết rõ ta đơn thân kim đan là vô địch mạnh cảnh chu trong đầu diễn luyện một lần vừa mới quyền pháp thần sắc quái dị loại quyền pháp này giống như ngừng một cái mạnh cảnh chu đưa tay ngăn lại ngay tại công kích mang cốt ta vừa rồi ngộ ra đến một bộ quyền pháp mang tộc các tổ tiên các ngươi nếu là khăng khăng chiến đấu vậy liền đừng trách ta vận dụng bộ quyền pháp này mang cốt sững sờ tại nguyên chỗ dường như muốn nghe xem mạnh cảnh chu còn muốn nói gì nữa ta ngộ ra tới quyền pháp dính đến nhân quả chi lực nguyền rủa chi lực, còn mang theo ta đơn thân một mạch quán hận chất chứa. Phàm là bị ta nắm đấm đánh trúng người, cả đời này liền cùng ta, vĩnh viễn đơn thân, đây là nhân quả nguyền rủa. Ta đem nó mệnh danh là đơn thân nguyền rủa quyền. Cái này nên là song đơn thân kim đang tự mang thiên phú quyền pháp. Ngươi nếu là nguyện ý để mang cốt trúng vào cái này một quyền, đại khái có thể tiếp tục công kích ta thượng cổ mang tộc các tổ tiên tranh thủ thời gian dùng mang cốt thân thể nhảy xuống lôi đài nhận thua bọn hắn bản năng nói cho bọn hắn mạnh cảnh chu thực sự nói thật thế mà tự học nguyền rủa loại quyền pháp không phải nói là nguyền rủa loại pháp thuật dù là đông đảo sư huynh kiến thức rộng rãi cũng theo đó giật mình nguyền rủa chi đạo thuộc về nhân quả nhân quả thời gian đều là tu tiên giới công nhận nhất đẳng khó ngộ khó học nan giải thần thông Nghĩ không ra vị này mạnh sư đệ niên kỹ nhẹ nhàng, vô sự tự thông, tìm hiểu ra bực này tàn nhẫn nguyền rủa pháp thuật. Thế mà hỏi cái này thuộc về quyền pháp vẫn là pháp thuật, xem xét liền biết rõ ngươi lên lớp không có hảo hảo nghe đại sư tỷ giảng bài. Một vị hóa thần kỳ sư huynh ghét bỏ nhìn xem vừa rồi kinh hô nguyên anh kỳ sư muội Bất học vô thuật, ngươi cái dạng này, ngày sau làm sao tấn thăng hóa thần kỳ. Nguyên anh kỳ sư muội ấp úng, nàng tại ngoại giới phong quan vô lượng, lấy bác học nhiều biết lấy xưng bị người kính ngưỡng tán thưởng làm tài nữ nhưng ở vấn đạo tông những này quan hoàn toàn diện vô dụng ai dám tại vấn đạo tông tự xưng bác học thấy nhiều biết rộng đại sư tỷ nhiều lần cường điệu qua không nên đem quyền pháp cùng pháp thuật điểm quá rõ ràng quyền pháp là pháp pháp thuật là pháp vạn pháp trăm sông đổ về một biển điểm, điểm kinh vị rõ ràng ngày sau như thế nào làm được nhất pháp thông vạn pháp Chính là bởi vì rất nhiều người có như ngươi loại này sai lầm nhận biết, mới có thể dẫn đến chính mình rõ ràng nắm giữ rất cường đại pháp thuật, quy lực cao hơn nhiều đối thủ, lại bị đối thủ tìm được cơ hội, cận thân chiến đấu, từ đó bị đánh bại. Tinh thông pháp thuật tu sĩ sợ nhất chính là cận thân chiến đấu, bọn hắn trường kỳ ma luyện pháp thuật, thân thể cường độ, một khi bị cận thân dây dưa, không có cơ hội thi triển pháp thuật không nói, liền tự thân an toàn đều không cách nào bảo hộ, hóa thần kỳ sư huynh ân cần dạy bảo nói cho nên trạng thái tốt nhất chính là dùng quyền pháp thi triển pháp thuật cứ như vậy vô luận là viễn trình đấu pháp vẫn là cận thân vật lộn đều không có lỗ thủng đúng hay không nguyên anh kỳ sư muội gật đầu còn thật sự là đạo lý này tuy nói nàng tinh lực dồi dào đã tu luyện quyền pháp cũng nghiên cứu pháp thuật cả hai kim tu cái nào cũng không chậm trễ nhưng trải qua sư huynh kiểu nói này là nên hảo hảo tỉnh lại chính mình đại sư tỷ còn khen ngợi lục dương sư đệ nói hắn liền làm được điểm này có vạn pháp trăm sông đổ về một biển mánh khóe sau người ta còn mạnh hơn nhiều mặc dù không biết lục dương sư đệ làm được loại trình độ nào nhưng có thể để cho đại sư tỷ khen ngợi tất nhiên là ở đây phương diện có chỗ thành tích các sư huynh sư tỷ xếp hàng đánh lục dương là một chuyện tán thành lục dương thiên phú là một chuyện khác lục dương đào yêu dịp bọn người nhìn thấy mạnh cảnh chu ngộ đạo tìm hiểu ra đoạn tử tuyệt tôn quyền pháp khiếp sợ không thôi. Quyền pháp này còn có hay không thiên lý? Muốn nói kinh hải nhất, thuộc về tầng nghiêng nghiêng. Đến vấn đạo tông trước đó, nàng ít nhiều có chút lòng kiêu ngạo, cảm thấy cùng lục dương, mạnh cảnh chu bất quá là tốc độ tu luyện mau một chút, nàng cố gắng một chút, chưa chắc không thể gặp phải. Nàng so lý hạo nhiên lớn 2 tháng, tu vi cùng lý hạo nhiên ngang hàng, lý hạo nhiên thiên phú trình độ tại thế hệ tuổi trẻ đủ để đứng vào 10 vị trí đầu, nàng cũng không kém được bao nhiêu hoàn toàn có tư cách trở thành năm đại tiên môn đệ tử chỉ bất quá nàng có tô y nhân dạy bảo không cần thiết tiến vào năm đại tiên môn mà thôi nàng tự nhận là coi như cùng lục dương mạnh cảnh chu loại này thế hệ tuổi trẻ thiên tài đứng đầu có khoảng cách cũng không kém được bao nhiêu một bên quan chiến luôn có thể học được đồ vật hiện tại xem xét cái này có thể học được mới có quỷ khó trách tiền đa có thuần túy nhất hỏa linh căng cũng chỉ có thể tại cùng giới xếp hạng thứ năm bốn người đứng đầu xác thực không tốt tiếng mà lại thứ một tên đánh la hán quyền để cho người ta rụng tóc tên thứ hai đánh độc thân nguyền rủ quyền để cho người ta cả một đời độc thân cái này hai đến cùng là vấn đạo tông hay là huyền không miếu bất hủ tiên tử kiến thức đến mạnh cảnh chu quyền pháp càng là nói một câu xúc động nguyên lai like cái này kêu là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra tất cả tỏa sáng mấy trăm năm lục dương nhíu mày một bộ rất xoắn suýt bộ dáng, thơ là như thế đọc, nhưng luôn cảm giác dùng tại nơi này có phải hay không không đúng lắm. Loại quyền pháp này không có hạn chế. Đào yêu diệp buồn bực, mang cốt liệt tổ liệt tông đang còn tại hợp lý phạm vi, không đến mức cùng liệt tổ liệt tông tu vi đồng bộ, mạnh cảnh chu quyền pháp nang nói có thể không nhìn tu vi. Cái này còn không ai gặp ai chạy. Đại sư tỷ nhìn chầm chầm trên lôi đài dương dương đắc ý mạnh cảnh chu nhìn một hồi, thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, cho đám người giải thích nói, không có các ngươi tưởng tượng hoa trương như vậy. Mạnh cảnh chu là kim đan kỳ, vậy hắn quyền pháp chỉ có thể đối kim đan kỳ trở xuống tu sĩ sử dụng, mà lại muốn xem chừng đối phương phản vệ. Phản vệ? Đúng, lấy Lý Hạo Nhiên làm thí dụ, Lý Hạo Nhiên vị hôn thê là Tô Y Nhân, Tô Y Nhân là hợp thể kỳ tu sĩ, Lý Hạo Nhiên nhân duyên chính là Tô Y Nhân, loại này nhân duyên liền không phải bình thường thủ đoạn có thể cắt ra nếu như mạnh cảnh chu muốn đối lý hạo nhiên sử dụng độc thân nguyền rủ quyền liền sẽ bởi vì tự thân không địch lại lý hạo nhiên nhân duyên mà lọt vào phản vệ mạnh cảnh chu bị phản vệ sau sẽ phát sinh cái gì sao lục dương hiếu kỳ chẳng lẽ lại là để chính mạnh cảnh chu cũng độc thân cứ như vậy chẳng phải là có hay không phản vệ đều đồng dạng đại sư tỷ bấm ngón tay thôi diễn nói có thể sẽ tại một đoạn thời gian bên trong mất đi cùng nữ tính nhân quả cụ thể thể hiện tại đoạn này thời gian bên trong, hắn không cách nào tiếp xúc bất luận cái gì nữ tính, hắn sẽ ở các loại dưới cơ duyên xảo hợp rời xa nữ tính, cũng có khả năng tại các loại dưới sự trùng hợp, nữ tính rời xa hắn. Độc thân nguyền rủa quyền nghe hạn chế lớn, có phản vệ phong hiểm, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, ai giống như Lý Hạo Nhiên, niên kỹ nhẹ nhàng liền có cái hợp thể kỳ vị hôn thê. Lý Hạo Nhiên ở một bên nghe được buồn bực, Mạnh sư huynh quyền pháp lớn nhất phản vệ chẳng lẽ không phải sử dụng qua đi bị người đuổi giết sao? Lục Dương. Lục Dương tưởng tượng cũng đúng, mạnh cảnh chu quyền pháp lại không thể đánh chết người, phàm là bị bộ quyền pháp này đánh trúng, nói cùng mạnh cảnh chu không chết không thôi đều là nhẹ. Vừa rồi mạnh sư huynh nói quyền pháp của hắn là kim đan tự mang, chưa nghe nói qua đan thân kim đan tự mang loại quyền pháp này a. À. Lý Hạo Nhiên buồn bực, hắn là kết đan, nhìn qua không ít kết đan tâm đắc trong đó không thể thiếu đối với đan thân kim đan miêu tả. Lục Dương vạch Lý Hạo Nhiên ý nghĩ thiếu hụt, ngươi sai lầm một sự kiện, mạnh cảnh chu hắn kết không phải một viên đan thân kim đan, mà là xưa nay chưa từng có hai cái. Lý Hạo Nhiên Lục Dương tiếp tục nói ra, trước kia có đơn thân linh căng tiền bối không có ngộ ra dùng bài này quyền pháp, nói rõ bọn hắn độc thân trình độ không bằng mạnh cảnh chu sâu. Lục Dương, ngươi lại nói xấu ta, cái này rõ ràng là ta ngộ tính siêu quần biểu hiện. Mạnh cảnh chu nhảy xuống lôi đài Nhìn hầm hầm lục dương Lục dương buông tay Xem như mới vừa rồi không có nói chuyện Mang cốt mơ màng tỉnh lại Mờ mịt nhìn xem chung quanh xảo xảo nháo nháo hoàn cảnh Ta thua Hắn mời liệt tổ liệt tông phụ thể về sau Không có ký ức Lục dương thành khẩn nói ra Ngươi tổ tông nhóm lo lắng đoạn mất ngươi cái này dòng độc đinh Nhận thua a à. Mang cốt nháy nháy con mắt Không có hiểu rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì Mạnh huynh vì chiến thắng chính mình, liền hầu tử thâu đào loại này ám chiêu đều đã vận dụng. Không đến mức đi. Lục Dương, cùng ta trở về. Đại sư tỷ lưu lại một câu nói như vậy, trực tiếp trở về thiên môn phong. Quan chiến vấn đạo tông nhóm đệ tử đều tản ra, có người trở về tu luyện, có người đi tàng kinh các đọc sách, có người đi cùng sư muội hẹn hò, đều có riêng phần mình sự tình. Lục Dương một đường chạy chậm, đuổi theo đại sư tỷ bộ pháp đại sư tỷ tiên tử phòng bếp chuyển về tới từng tinh thần không gian bên trong bất hủ tiên tử nhãn tình sáng lên thiên môn phong hết thảy có sáu tòa kiến trúc theo thứ tự là bất ngữ đạo nhân đã tích xám mà lại không người muốn ý quét dọn động phủ vân chi phòng ốc sơ sài lục dương động phủ lục dương cùng vân chi ăn cơm dùng phòng bếp phòng nghị sự Tông chủ xử lý xuất vấn đạo tông các hạng công việc động phủ, bây giờ bị Vân Chi trưng dụng. Đại sư tỷ, tiên tử phòng bếp đâu? Lục Dương trái xem phải xem, cũng không có thấy đại sư tỷ sau lưng có giống như là phòng bếp đồ vật. Đừng nóng vội. Vân Chi từ trong tay áo tìm tòi một trận, lòng bàn tay xuất hiện một kiện tinh chế kiến trúc mô hình, bàn tay lớn nhỏ, một khối rất rõ ràng có nhân công tạo hình dấu vết ngọc thạch. Đây chính là ta phòng bếp bất hủ tiên tử hưng phấn từ tinh thần không gian chạy đến đây là tiên tử phòng bếp ta làm sao nhớ kỹ tiên tử phòng bếp tại bất hủ tiên nhân pho tượng bên trong lục dương còn tưởng rằng đại sư tỷ đem bất hủ tiên nhân giống dời ra ngoài lúc này không cần đại sư tỷ giải thích bất hủ tiên tử liền có thể làm thay bản tiên phòng bếp làm sao có thể ngay từ đầu ngay tại trong pho tượng rõ ràng là có người đem bản tiên phòng bếp dùng không gian chi năng thảm nạm tại pho tượng bên trong về sau tất nhiên là Vân Nha Đầu cũng vận dụng không gian chi năng, đem bản tiên phòng bếp dời ra. Bất Hủ tiên tử rõ ràng có chút đắc ý quá mức, lúc này xưng hô Vân Chi là Vân Nha Đầu. Đại sư tỷ không thèm để ý những chi tiết này, thương lượng với Bất Hủ tiên tử nói, tiền bối, thiên môn phong chỉ có ta cùng Lục Dương hai người ăn cơm, không cần thiết kiến tạo hai cái phòng bếp, ta chuẩn bị đem vốn có phòng bếp hủy đi, đổi thành tiền bối ngươi phòng bếp như thế nào? Lục Dương. Tốt bất hủ tiên tử thoải mái mau đáp ứng phòng bếp chính là dùng để dùng nha nàng phòng bếp khẳng định so nguyên bản phòng bếp cao cấp đại sư tỷ đưa tay trái ra đối nguyên bản phòng bếp đánh ra một đạo ấn ký nguyên bản phòng bếp liền tự động thu nhỏ thu vào trong tay áo a à, đây là tụ lý càng khôn thu nhỏ vật thể thủ đoạn có rất nhiều vừa rồi bất hủ tiên tử không xác định là loại kia bây giờ thấy thi pháp quá trình tự nhiên cũng liền xác định đại sư tỷ thủ đoạn Tụ lý càng khôn, một loại đủ để xưng là đại thần thông không gian thủ đoạn, có khác với những trữ vật, tụ lý càng khôn không chỉ có thể chứa đựng vật phẩm, còn có thể chứa đựng sinh linh, tương đương với trong tay áo mở tiểu thế giới, thường thường coi là cao thủ biểu tượng. Dù sao thi triển tụ lý càng khôn, người đầu tiên muốn mặc một kiện tay áo lớn quần áo. Mà xuyên tay áo lớn quần áo đối với chiến đấu phi thường bất lợi, chỉ có đối tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin người, mới có thể xuyên tay áo lớn quần áo tỷ như vân chi tỷ như bất hủ tiên tử ta trước kia cũng thường xuyên sử dụng chiêu này trong tay áo thả điểm tiểu linh thực cái gì không sao móc ra một thanh ăn trong tay áo còn có thể thả giường nghĩ ở đâu ngủ ngay tại cái nào ngủ có một lần ta đi ngang qua bờ biển gặp trong biển có cô ngư ngao du có dao long lặn xuống nước tự do tự tại ta liền đem giường ném tới trên mặt biển hướng trên giường một chuyến gió biển thổi nước chảy bèo trôi đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu bất hủ tiên tử có vẻ vẫn còn thèm thuồng cái này môn thần thông để dùng cho kinh hỷ cũng là lựa chọn tốt kỳ lân tiên bọn hắn không phải là không tốt ý tứ ăn ta làm đồ ăn mỗi lần đều lỡ hẹn nha ta liền đem làm tốt đồ ăn chứa vào trong tay áo đi gặp bọn hắn bọn hắn còn tưởng rằng ta chính là phổ thông bái phỏng liền tiếp đãi ta chờ đến ta tiến vào bọn hắn động phủ ta lại đột nhiên đem thức ăn lấy ra cho bọn hắn một kinh hỷ lục dương hơi suy nghĩ một cái loại tràn cảnh đó cảm thấy sức tưởng tượng thiếu thốn không tưởng tượng nổi kia là cỡ nào tuyệt vọng hình tượng bất quá loại chiêu thức này không thể dùng số lần quá nhiều vì cái gì bất hủ tiên tử nhíu cái mũi dễ dàng hung đến trên thân một cổ cơn vị vân chi đem tiên tử phòng bếp hướng không trung ném đi phòng bếp đón gió liền dài càng biến càng lớn cuối cùng trở nên cùng lục dương động phủ đồng dạng lớn cái này kỳ thật còn không phải phòng bếp lớn nhất trạng thái, phòng bếp bản thân tự bị không gian pháp thuật áp suất qua, nội bộ không gian lớn đến đáng sợ. Lần trước Lục Dương ba người chỉ là vội vàng nhìn một lần, kỳ thật còn có rất nhiều địa phương Lục Dương chưa từng đi. Bất hủ tiên tử tay phải biến hóa nhanh chóng, tự hồ là đang kết ấn, nàng một bên kết ấn một bên nói ra, ta đem tiếng vào phòng bếp tư cách cho các ngươi hai, về sau các ngươi ai muốn vào đến liền tiến đến, đều là người một nhà, đừng khách khí vừa dứt lời bất hủ tiên tử liền hướng lục dương bắn ra một đạo ấn ký là một trương bất hủ tiên tử cười ngây ngô giảng bút họa còn chưa chờ lục dương kịp phản ứng ấn ký liền tiến vào lục dương thể nội biến mất không thấy gì nữa lục dương trong cõi u minh cảm giác cùng tiên tử phòng bếp thành lập liên hệ giống như chính mình chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể tiến vào phòng bếp vân chi cũng không ngăn cản mặc cho tiên tử ấn ký tiến vào thân thể Nói đến cái này đạo ấn ký ta cũng cho qua ứng thiên tiên bốn người bọn họ, để bọn hắn tùy tiện đi vào ta phòng bếp. Ta động phủ xây xong về sau, ta mời bốn người bọn họ đến nhà ta làm khách, vô luận nói như thế nào, bọn hắn đều kiên trì tới xem một chút là được, không cần mời bọn hắn ăn cơm. Ta người đẹp tâm thiện, trong lòng băng khoăn A, đều là thật xa tới, cách mấy cái tinh cầu mấy năm ánh sáng. Đến đều tới còn không ăn cái cơm lại đi. Bọn hắn kiên trì không ăn, Ta liền lùi lại mà cầu việc khác Nói đem phòng bếp ấn ký cho bọn hắn Để bọn hắn có thể tùy ý tiến vào ta phòng bếp Bọn hắn liền nhận Ứng thiên tiên bọn hắn lòng hiếu kỳ rất tràn đầy Có mới đồ vật liền muốn thử một lần Liền sử dụng ấn ký Mở ra cửa phòng bếp Tiến vào phòng bếp Sau đó thì sao Bất hủ tiên tử lộ ra mưu kế được như ý cười quái dị Ta chỉ nói ấn ký có thể để cho bọn hắn tùy ý tiến vào phòng bếp cũng không có nói ấn ký có thể để cho bọn hắn tùy ý ly khai phòng bếp. Nàng hừ lạnh một tiếng, tiến vào phòng bếp còn muốn đi. Đều phải ngoan ngoãn lưu lại ăn cơm. Ta nấu cơm trình độ ngươi cũng biết rõ, ăn ngon hận không thể liền đĩa đều liếm sạch sẽ. Bốn người bọn họ ăn uống no đủ ngay tại trong phòng bếp ngủ một giấc. May mắn ta tại trong phòng bếp thả cái giường, không phải bọn hắn đều muốn ngủ ở trên mặt đất. Tỉnh ngủ về sau, bọn hắn liền nhau nhau cáo biệt, ly khai ta động phủ lục dương rùng mình một cái trong đầu tưởng tượng ra một đạo hình tượng bốn người trẻ tuổi thừa dịp dạ hắc phong cao đi thăm dò vứt bỏ tòa thành bọn hắn chậm rãi đẩy ra tòa thành cửa chính bên trong tối như mực một mảnh cái gì cũng thấy không rõ liền liền ánh trăng cũng bị tòa thành thôn phệ bỗng nhiên tòa thành cửa chính oanh một tiếng đóng lại từng chiếc từng chiếc người ngọn đèn sáng lên người mặc đại hồng váy tòa thành nữ chủ nhân từ trên trời giáng xuống kiệt 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 mà cười cười Nói, các ngươi đã tới cũng đừng nghĩ đi. Bốn người trẻ tuổi rung lẩy bẩy, hối hận trước đây đến tòa thành thám hiểm. Quy tắc này trải qua nếu là lưu truyền đến hậu thế, nói không chừng sẽ là bất hủ tiên tử mưu đoạn vạn cổ, lấy sức một mình tính toán thượng cổ bốn tiên, đại hoạch toàn thắng, thượng cổ bốn tiên hôn mê bất tỉnh. Kinh khủng như vậy trí tuệ. Lục Dương bỗng nhiên kịp phản ứng, các loại, ngươi vừa rồi cho chúng ta ấn ký. Bất hủ tiên tử tùy tiện nói ra, ai nha nếm qua một bữa cơm ta liền đem có thể tự do ra vào ấn ký cho bốn người bọn họ cho các ngươi hai người cũng đồng dạng lục dương phi thường hối hận vừa rồi động tiếng phòng bếp suy nghĩ hắn thu hoạch được bất hủ tiên tử ấn ký về sau cảm thấy cùng phòng bếp sinh ra liên hệ một cái ý niệm trong đầu liền có thể tiến vào phòng bếp sau đó lục dương động một cái ý niệm trong đầu liền thật tiến vào phòng bếp lục dương nhanh chân liền chạy bỗng nhiên mở cửa lớn ra Thế nhưng hắn nhục thể phàm thai, cảnh giới thấp, mở cửa lớn ra cử động không khác nào phù du lay đại thụ, không dùng được. Lục dương sử xuất bú sữa mẹ lực khí đẩy cửa, cửa chính đều không nhúc nhích tí nào. Đừng nói hắn nhục thể phàm thai, liền xem như tiên thể tiên thai cũng vô dụng, không phải trước đây ứng thiên tiên bốn người bọn họ vì cái gì không có ly khai. Vì cái gì ứng thiên tiên bọn hắn tỉnh lại về sau đêm cổ vũ bất hủ tiên tử nấu cơm cửu trọng tiên sách ra ngoài vụn trộm đánh một trận đều là có nguyên nhân. tiểu sư đệ ngươi chạy cái gì? vân chi không hiểu. bất hữu tiên tử là thượng cổ ngũ tiên bên trong một vị duy nhất biết trù nghệ, là thế gian đặc hữu tiên trù, có cơ hội ăn nàng làm cơm. vì sao không cố mà trân quý, mà lại thượng cổ truyền thừa tuyệt tự? ai cũng không biết rõ thời kỳ thượng cổ tu tiên giả nấu cơm phong cách chỉ có bất hữu tiên tử loại này hóa thạch sống mới có thể phục hồi như cổ thượng cổ trù nghệ. lần trước ngũ hành tông tới chơi. Bất Hủ tiên tử nhọc nhằn khổ sở làm một bàn lớn cơm, Vân Chi còn chưa kịp ăn, liền bị nổi giận ngũ hành tông tông chủ sốt cái bàn. Về phần thả 20 giây muối cái gì, hẳn là thời kỳ thượng cổ nấu cơm thói quen vấn đề. Bất Hủ giáo những cái kia nguy hiểm tiên bảo đồ làm bếp, hẳn là bất Hủ giáo tại thu hoạch được về sau tế luyện một phen, nguyên bản đồ làm bếp không có nguy hiểm như vậy. Mà lại đây cũng là cái khó được học tập cơ hội, nên cố mà trân quý mới là. Một vị linh trù bất luận đi tới chỗ nào đều phi thường được người hoan nghênh vân chi cảm thấy lục dương phàm là học được bất hủ tiên tử một hai thành trình độ liền có thể tại trung ương đại lục thông suốt lục dương vừa định nói chuyện giải thích liền bị bất hủ tiên tử đánh gãy đúng a à, ngươi chạy cái gì khó được bản tiên nguyện ý làm cho ngươi một lần cơm đây là tiên nhân mới có đãi ngộ bất hủ tiên tử nhíu mày đối lục dương phản ứng cảm thấy bất mãn sau đó nàng giống như là nghĩ thông suốt cái gì bừng tỉnh đại ngộ A, à, ta đã hiểu. Ngươi là cảm thấy bản tiên địa vị quá cao, không nên cho ngươi hạ thấp nấu cơm, ngươi ăn trong lòng hổ thẹn đúng không? Ai nha, không có chuyện gì, bản tiên không giảng cứu nhiều như vậy, ngươi cũng theo bản tiên lâu như vậy, còn không hiểu rõ bản tiên là ai sao? Đến, để bản tiên sử dụng thân thể của ngươi, làm xong cơm liền trả lại cho ngươi, không chậm trễ ngươi ăn cơm. Bất hủ tiên tử không cách nào tiếp xúc thực thể, cần tạm thời mượn dùng Lục Dương thân thể tiểu sư đệ cho tiền bối sử dụng đi đại sư tỷ cảm thấy bất hủ tiên tử yêu cầu rất hợp lý lục dương còn muốn phản kháng một cái nghe được đại sư tỷ nói như vậy lăng thần một cái cứ như vậy ngây người công phu thân thể liền bị vui mừng quá đổi bất hủ tiên tử đoạt lại lục dương chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bất hủ tiên tử sử dụng thân thể của hắn cổ thân thể này cường độ không được a à, liên tiếp nổ tung nổ đều gánh không được ăn không được quá cao cấp đồ ăn bất hủ tiên tử mang theo ghét bỏ nói lục dương thân thể trong kim đan kỳ nên tuyệt đối là nhất đẳng cường đại nhưng loại trình độ này đối với bất hủ tiên tử tới nói là xa xa không đủ ngươi chờ chút vì cái gì nấu cơm gặp được bạo tạc lục dương cảnh giác bất hủ tiên tử kỳ quái lục dương vì sao lại có loại phản ứng này chuyện rất bình thường a à, không đều là nói cực hạn mỹ vị sẽ ở nhập miệng trong nháy mắt đó tại vị giác trên nổ tung sao lục dương chấm chấm đại sư tỷ âm thầm gật đầu ghi lại bất hủ tiên tử nói lời những này nhất định đều là tiên tử tiền bối kinh nghiệm lời tuyên bố nàng cái này hậu bối muốn cần phải học hỏi nhiều hơn lần này ngươi học tập cho giỏi ta có thể đem ngươi làm y bác của ta truyền nhân bồi dưỡng bất hủ một mạch đại đương gia đối bất hủ một mạch nhị đương gia nói như vậy bất hủ một mạch nhị đương gia kinh sợ ngươi thân thể này không làm được rất khó khăn đồ ăn ta ngẫm lại đúng vậy liền làm cà chua trứng gà xào đi bất hủ tiên tử hơi làm suy nghĩ rất nhanh liền làm ra quyết định lục dương thoáng thở vào, nói sớm a à, thức ăn này hắn cũng sẽ làm thật đơn giản bất hủ tiên tử sẽ không ra sự tình gì cái này bình bên trong phải là cái gì tới bất hủ tiên tử xốc lên bình thuốc gây mũi khí tức đập vào mặt tinh thần không gian bên trong lục dương chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng lắc lư hai vòng hôn mê bất tỉnh bình bên trong là cái gì bất hủ tiên tử toàn tâm toàn ý nấu cơm không có phát giác được lục dương dị dạng hiện tại lục dương quyền khống chế thân thể tại bất hủ tiên tử vô luận lục dương phải chăng hôn mê đều không ảnh hưởng bất hủ tiên tử sử dụng lục dương thân thể ngươi nhìn đánh trứng gà thời điểm muốn dùng sức quấy giống như vậy bất hủ tiên tử giảng giải nấu cơm trình tự đại sư tỷ ở một bên chăm chú nghe giảng trứng gà dịch dùng để làm cà chua trứng gà xào còn lại vỏ trứng gà có thể dùng tới làm canh bởi vì cái gọi là nước dùng hóa nguyên ăn nói chính là cái đạo lý này đại sư tỷ thỉnh thoảng gật đầu cảm thấy thời kỳ thượng cổ nấu cơm phương thức thật sự là cùng hiện tại lớn không đồng dạng muốn học tập địa phương còn có rất nhiều nàng có thể có hiện tại tu vi ngoại trừ ngộ tính cùng chăm học cốt hỏi thật hay quen thuộc cũng chia không ra chỉ bất quá bây giờ đã có rất ít nàng cần học tập đồ vật làm lục dương mơ màng tỉnh lại phát hiện chính mình ngồi ngay ngắn ở bàn ăn bên trên trước mặt trưng bày bất hủ tiên tử làm tốt đồ ăn cái bàn đối diện là tư thế ngồi ưu nhã đại sư tỷ ngươi đã tỉnh ngươi tại cổ hòe trấn bận trước bận sau chưởng khống đại cục trở về cũng không nghỉ ngơi cùng đào yêu dịp chiến đấu đoán chừng là quá mệt mỏi đã ngủ bất hủ tiên tử lo lắng lục dương không hiểu rõ tình huống hảo tâm giải thích bất hủ tiên tử nấu cơm có một tay cà chua trứng gà xào đỏ vàng giao nhau, sắc thái mê người mà lóa mắt, hương khí đập vào mặt, mê người thèm nhỏ dãi. Một đạo đơn giản đồ ăn thường ngày, vậy mà để bất hủ tiên tử làm ra cảm giác kinh diễm. Về phần một bên đặt vào vỏ trứng gà canh, bị lục dương tự động không để mắt đến. Lục dương thèm ăn nhỏ dãi, kẹp lên một khối cà chua, bỏ vào bên trong miệng. Thế nào, trứng gà ăn ngon không? Bất hủ tiên tử đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem lục dương ừm trứng gà lục dương nhớ kỹ hắn vừa rồi kẹp đến là màu đỏ a đúng a ta trong trứng gà thả chút quả ớt mặt lục dương chấm chấm tiên tử ngươi thả bao nhiêu quả ớt mặt mới có thể để trứng gà biến cùng cà chua đồng dạng đỏ hắn hai mắt tối đen bị cây ngất đi tại sao lại ngủ thiếp đi nha sẽ không phải là quả ớt dị ứng a bất hủ tiên tử rất là lo lắng vân chi nhớ kỷ lục dương có thể ăn cây ở một bên phân tích nói có thể là trong đồ ăn ẩn chứa linh lực quá nhiều xung kích phía dưới hôn mê bất tỉnh bất quá đây cũng là chuyện tốt có trợ giúp từng bước hấp thu trong đồ ăn linh lực củng cố tu vi quả ớt mặt là tiên tử trân tàn đồ tốt là chân chính tiên trân thì ra là thế đúng ta làm cơm thế nào vân chi nhẹ nhàng kẹp lên một khối trứng gà tinh tế nhấm nuốt vị cây bành tuôn ra mà ra Quả ớt bên trong ẩn chứa linh lực sung kích vị giác Làm cho người dư vị vô tận Mỹ vị đến cực điểm Vậy là tốt rồi Ta còn tưởng rằng tài nấu nướng của ta bước lui Đáng tiếc lục dương không học ta tiên tử quyền pháp Bằng không thì cũng sẽ không hôn mê Bất hủ tiên tử cảm thấy lục dương người này cái gì cũng tốt Chính là quá mắc tuyết Không nguyện ý học tập quyền pháp của nàng Tiên tử quyền pháp Vân Chi nhẹ giọng lặp lại một lần Buông xuống đũa lộ ra có chút hăng hái nhãn thần. Cũng gọi dưỡng sinh quyền pháp, tu luyện thành công về sau, có thể thân là thuốc, sinh bệnh, tu luyện đều không cần lại phục dụng đan dược, thế gian bất luận cái gì độc vật đối ngươi cũng không có tác dụng. Bất quá muốn học được tiên tử quyền pháp, muốn trước học được la hán quả quyền, bàn đại hải quyền, nhân sâm quyền các loại hơn ngàn loại quyền pháp, dung hội quán thông, bỏ đi giả giữ lại thực, đi hỏng bét lưu tinh, lấy thân thể là lò luyện, Đem hơn ngàn loại quyền pháp dung thành một thể, chính là tiên tử quyền pháp. Vân Chi trầm mặt một cái, sau đó đứng dậy trịnh trọng hỏi, tiền bối có thể dạy ta. Tự nhiên là có thể. Làm Lục Dương tỉnh lại thời điểm, đã ly khai phòng bếp. Tỉnh. Cảm giác thế nào? Lục Dương trong lòng tự nhủ ta đều bị cây ngất đi, ngươi còn hỏi thế nào. Ta tu vi. Lục Dương vừa hoạt động không có mấy lần, liền phát hiện chính mình tu vi vậy mà hơi có tăng lên, từ kim đan sơ kỳ sơ kỳ, tăng lên tới kim đan sơ kỳ trung kỳ. Hắn rõ ràng cái gì cũng không làm. Hắc hắc, ngươi cho rằng bản tiên chỉ là làm một bàn phổ thông cà chua trứng gà xào sao, làm sao có thể, bản tiên làm chính là có thể tăng lên tu vi cà chua trứng gà xào. Ngươi cảm thấy tu vi tăng lên không nhiều, là bởi vì ngươi chỉ ăn một ngụm, nếu là ăn sạch một bàn, bản tiên bảo đảm ngươi tấn thăng đến kim đan hậu kỳ. Lục Dương cảm thấy mình từng bước một tu luyện mặc dù tiến triển chậm chạp, nhưng thắng ở an toàn. Nếu là dựa theo bất hủ tiên tự lý luận, ăn xong nguyên một bàn, Lục Dương sợ chính mình trực tiếp vũ hóa thành tiên. Ngoài động phủ mạnh cảnh chu dắt cuốn họng hô, Lục Dương, tỉnh chưa? Tỉnh. Lục Dương đi ra động phủ, chứng mắt ánh nắng để hắn có chút không thích ứng. Cửa động phủ trước, đứng đấy mạnh cảnh chu, Lý Hạo Nhiên cùng tần nghiêng nghiêng mạnh cảnh chu nhìn thấy lục dương thức tỉnh nhẹ nhàng thở ra ngươi xem như tỉnh ngươi cũng hôn mê ba tháng lục dương giật mình nghĩ không ra bất hủ tiên tử độc dược dược tính mạnh như vậy lý hạo nhiên bất đắc dĩ nói ra mạnh sư huynh lục sư huynh rõ ràng chỉ ngủ hai canh giờ ai lý sư đệ đây chính là ngươi không đúng ta thành công lừa gạt lục dương một lần dễ dàng sao liền vạch trần ta tần nghiêng nghiêng yên lặng quan sát một màn này đang tự hỏi Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai vị này tuyệt thế thiên kiêu nhảy bén hơn người, phải chăng cùng đem lục đục với nhau, lừa gạt dung nhập vào trong sinh hoạt, mới luyện được phen này bản lĩnh. Rất có thể. Đi đi đi, chúng ta cùng đi tìm Ngũ trưởng lão, Ngũ trưởng lão gia nhập chúng ta Thiên Đình giáo, chính là nguyên lão cấp nhân vật. Có Lý Hạo Nhiên dẫn đội, một đoàn người rất nhanh liền tìm tới ngay tại luyện khí Ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão đem chính mình đạo bào ném vào trong lửa, tiếp nhận liệt hỏa khảo nghiệm đương đạo bào bị đốt đỏ bừng ngũ trưởng lão đưa tay đem đạo bào từ trong đống lửa lấy ra toàn bộ quá trình mặt không biểu lộ ngũ trưởng lão từ bên hông xuất ra chùi y nhỏ đối áo khoác đinh đinh cạch cạch gõ sau đó bỏ vào trong nước theo soạt một tiếng vang tiêu chí lấy lần này luyện khí kết thúc ngũ trưởng lão hài lòng nhìn xem vừa mới luyện hóa đạo bào thuận tay mặc lên người cái này thời điểm hắn mới phát hiện đứng tại cách đó không xa quan sát lục dương bọn người là tiểu lục a ngũ trưởng lão ngươi đây là tại luyện chế quần áo lục dương có chút không xác định vừa rồi quá trình không giống như là luyện chế quần áo mà là luyện chế một loại nào đó kim loại pháp khí ta ngay tại nếm thử cầm quần áo cùng giao thông công cụ kết hợp lại kết hợp lại đám người nghe được buồn bực cái này hai kiện đồ vật có liên quan tính sao tại sao không có liên quan thân là luyện khí đại tông sư ngũ trưởng lão vì mọi người hiện trường giải hoạt cái gọi là giao thông công cụ vô luận là xe ngựa cũng tốt phi thuyền cũng được đều là thuận tiện ngươi xuất hành công cụ đúng hay không xe ngựa phi thuyền phi kiếm đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là có thể gánh chịu chúng ta đã như vậy chúng ta vì cái gì cho tới nay đều không để ý đến thường thấy nhất gánh chịu chúng ta vật thể đồ vật quần áo lục dương tưởng tượng phát hiện thật đúng là chuyện như vậy y phục mặc ở trên người, từ một loại khác góc độ nghĩ, không phải liền là quần áo bao trùm thân thể của bọn hắn rồi. Người là quần áo vật dẫn. Cho nên ta cho rằng quần áo chính là thích hợp nhất giao thông công cụ, các ngươi nhìn. Ngũ trưởng lão vận chuyển pháp lực, luyện chế tốt đạo bào bay lên trên lên, tiện thể lấy đem hắn cũng mang bay. Ngũ trưởng lão trên không trung dạo qua một vòng, an ổn rơi xuống đất, tiếp tục đối đám người nói ra, đồng dạng tình huống dưới, kim đan kỳ mới có thể chính mình phi hành, đặc thù tình huống là kiếm tu, trúc cơ kỳ thời điểm liền có thể ngự kiếm mà đi. Khi trúc cơ kỳ kiếm tu có thể ngự kiếm phi hành, phổ thông trúc cơ kỳ vì cái gì không thể ngự quần áo phi hành. Đương nhiên, ta hiện tại luyện chế quần áo thủ pháp quá rườm rà, còn làm không được để trúc cơ kỳ nắm giữ, chờ đến ta tinh luyện đơn giản hóa một phen, đăng ký độc quyền, tại tu tiên giới mở rộng, chẳng phải là có vô số đến không hết tài phú chảy vào ta luyện khí phong ngũ trưởng lão nói mặt mày hớn hở, chờ đến luyện khí phong có tiền, mới có thể mua càng nhiều vật liệu, luyện chế tốt hơn pháp bảo. Ngũ trưởng lão đại tài. Lục Dương nói phát ra từ phế phủ, cảm thấy phi thường có tính khả thi. Vấn đạo tông có vô số đếm không hết linh thạch, dựa vào chính là ngũ trưởng lão, thất trưởng lão bực này luyện khí, luyện đan kỳ tài, nhất là luyện khí, tại tu tiên giới rộng thụ khen ngợi. Cái kia tiểu nha đầu là ai? ngũ trưởng lão chỉ vào tần nghiêng nghiêng hỏi đây là lý sư đệ vợ trước nữ nhi lục dương giải thích nói ngũ trưởng lão giật mình kêu lên hắn đồ đệ cái gì thời điểm kết hôn là kiếp trước thê tử nữ nhi lý hạo nhiên tranh thủ thời gian bổ sung giải thích ngũ trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ a à, tần nghiêng nghiêng đúng không hạo nhiên nói qua ngươi tính như vậy bắt đầu ngươi hay là của ta đồ tôn tần nghiêng nghiêng chấm chấm nàng có chút hối hận đi vào vấn đạo tông nàng ở chỗ này bối phận nhỏ nhất lục dương cùng mạnh cảnh chu mở miệng một tiếng đại điệp nữ không đề cập tới hiện tại trực tiếp thành người khác đồ tôn tần nhiên nhiên vừa định nói kiếp trước là kiếp trước đương thời là đương thời không nên đem nói nhập làm một chỉ thấy ngũ trưởng lão từ trong ngực móc ra một kiện pháp bảo lần thứ nhất gặp mặt về tình về lý đều nên đưa chút đồ vật trong tay ta không có gì đồ tốt nhìn ngươi hẳn là phù tu căn này chế phù bút ngươi lấy được trong này khắc 18 loại phổ biến phù lục, thôi động pháp lực có thể trong nháy mắt vẽ hoàn thành, đối người hẳn là có chỗ trợ giúp. Tần nghiêng nghiêng bị pháp khí công hiệu giật mình kêu lên, chế phù bút là phù tu thiết yếu pháp bảo, nàng liền có một cây chế phù bút, ở trong chứa 10 loại phù lục, đây là tô y nhân mời nổi tiếng lâu đời luyện khí đại sư vì nàng chế tác. Luyện khí đại sư còn nói kim đang cấp chế phù bút nhiều nhất liền có thể khắc 10 loại phù lục. Cái này, cái này quá trân quý, ta không thể nhận hạ cầm đi bất lệnh quá là lúc rảnh rỗi luyện chế đồ chơi nhỏ giá trị không được mấy đồng tiền ngũ trưởng lão hào phóng nói lý hạo nhiên chua chua nhìn xem tần nghiêng nghiêng vì cái gì sư phụ gặp tần nghiêng nghiêng lần đầu tiên là tặng lễ gặp hắn lần đầu tiên là đem hắn ném vào nham tương đúng rồi các ngươi tìm ta làm gì ngũ trưởng lão lúc này mới nhớ tới lục dương một đám người tới tìm hắn hẳn là có chuyện là như vậy chúng ta thành lập một cái thiên đình giáo nội tình thâm hậu có thượng cổ tiên nhân truyền thừa có đại thế gia viện trợ có người đã từng là nửa bước độ kiếp kỳ có người là cửu u giáo người thừa kế hợp pháp thứ nhất chúng ta muốn nhờ ngũ trưởng lão trở thành chúng ta thiên đình giáo hộ pháp cái này thiên đình giáo thanh danh không hiện nội tình càng như thế phong phú ngũ trưởng lão hít một hơi lãnh khí chưa nghe nói qua còn có cái thiên đình giáo lục dương gặp ngũ trưởng lão bị hù dọa tiếp tục nói ra ngoại trừ kể trên nội tình ít ngày nữa thiên đình giáo còn sẽ tới một lần khuếch trương chiêu, đã có hai vị nhân tuyển, một cái là trời sinh tiên thể, thượng cổ vị thứ nhất thành tiên cửu trọng tiên cũng là bởi vì trời sinh tiên thể, mới chứng đạo thành tiên. Một cái khác được hưởng toàn tộc khí vận, vận thế ngập trời, rất nho song tu. Ngũ trưởng lão, như thế nào, muốn hay không gia nhập chúng ta? Nguyên bản chúng ta thiên đình giáo kế hoạch cần dài dằng dặc thời gian trưởng thành, như thế mới có thể tại đại thế chi tranh chiếm hết danh tiếng, Thế nhưng ghê tẩm cửu u giáo để mắt tới chúng ta, chúng ta cần một vị người hộ đạo, trợ giúp chúng ta ứng phó cửu u giáo. Lục Dương ôm quyền, trịnh trọng nói ra, như ngũ trưởng lão lần này nguyện ý hướng tới ta thiên đình giáo thân xuất viện thủ, ta thiên đình giáo ngày sau tất có thâm tạ. Ngũ trưởng lão trầm mặt một lát, đang lúc Lục Dương coi là ngũ trưởng lão muốn đáp ứng thời điểm, liền nghe hắn chầm chậm hỏi. Các ngươi thiên đình giáo, hướng triều đình đăng ký lập hồ sơ sao? Lục Dương sửng sốt một cái, đăng ký lập hồ sơ. Đúng, đại hạ luật pháp quy định, thành lập bất kỳ thế lực nào, đều cần hướng nơi đó nha môn lập hồ sơ đăng ký, không lập hồ sơ đăng ký, đều thuộc về phạm pháp kinh doanh, là nghiêm khắc đã kích đối tượng. Trước kia tứ đại ma giáo, hiện tại tam đại ma giáo, đều không có lập hồ sơ đăng ký. Lục Dương, chấm chấm. Ngũ trưởng lão gặp Lục Dương bọn người trầm mặt, cười ha hả, được rồi được rồi, có điều gì cứ nói đi, đừng cả những này hư đến cùng là chuyện gì xảy ra ngũ trưởng lão làm đại danh đỉnh đỉnh hỏi cửu tử đương nhiên sẽ không bị lục dương hù dọa cái gì thượng của tiên nhân truyền thừa đại thế gia viện trợ nói không phải liền là mấy người các ngươi bất hủ giáo hủy diệt lục dương thu được bất hủ tiên nhân truyền thừa mạnh cảnh chu thân là mạnh gia trưởng tử tiêu tiền đều tính đại thế gia viện trợ lý hạo nhiên kiếp trước tầng hạo nhiên là nửa bước độ kiếp kỳ Tần Nghiên Nghiên phụ thân là Tần Hạo Nhiên, tự nhiên là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Lục Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể thành thành thật thật đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nói Ngũ trưởng lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hai mắt sáng lên. Mấy người các ngươi có bản lĩnh a, lập ra một cái có lẽ có thiên đình, lừa gạt cửu u giáo, nhờ vào đó đạt thành hợp tác, vận khí tốt, còn có thể tìm tới Diệu Dương giáo cùng Vô Tình giáo. Ngũ trưởng lão lộ ra hồi ức thần sắc, Nghĩ phêu trước đây chúng ta chính người cũng đã từng làm cùng các ngươi không sai biệt lắm sự tình. Chuyện gì xảy ra? Lục dương bốn người hiếu kỳ nhìn xem ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão nhặt lên một khối tảng đá, tiện tay luyện hóa thành cái bàn, để lục dương bốn người ngồi xuống. Cái bàn nhìn rất mỏng, nhưng trải qua ngũ trưởng lão vị này luyện khí đại tông sư luyện hóa, trắng chắc đến có thể chống đỡ được kim đan kỳ mấy kích. Đại khái là 900 năm trước sự tình đi, bác sư đệ giả mạo đê giai tu sĩ ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa một lần tình cờ phát hiện một tên cửu u giáo giáo đồ tung tích hắn cũng không lộ ra mà là thuận theo bản tính cùng cửu u giáo giáo đồ thông đồng làm bậy ngày đêm chơi gái kỹ nữ đánh bạc đại đa số vẫn là bác sư đệ bỏ tiền mời khách như thế hành vi rất nhanh liền thu được tên kia cửu u giáo giáo đồ tín nhiệm bác trưởng lão lục dương cùng mạnh cảnh chu đối hắn tiếp xúc không nhiều nhưng khắc sâu ấn tượng dù sao bác trưởng lão dám đem 20 năm trước nhập công khảo thí đề thi bán cho mạnh cảnh chu Còn lời thề son sắc nói tuyệt đối là thật đề Sau đó thì sao? Cửu U giáo giáo đồ liền hỏi Tất cả mọi người là Nguyên Anh Kỳ Bác sư đệ ở đâu ra nhiều như vậy Linh Thạch Bác sư đệ đã nói Nói bọn hắn phát hiện một cái kéo dài tuổi thọ đan phương Mặc dù tăng lên không hiện Nhưng đầy đủ để những cái kia thọ nguyên gần hết tu sĩ phong thưởng Bác sư đệ còn nói đây là bọn hắn tổ chức nội tình tin tức nếu không phải đùa với ngươi tốt, ta đều không nói cho ngươi. Bất quá kéo dài tuổi thọ đan phương sản lượng quá thấp, cung không đủ cầu, cần lượng lớn linh thạch mua sắm nguyên liệu, mới có thể mở rộng quy mô sản xuất. Bác sư đệ nói bọn hắn tổ chức hiện tại thiếu tiền, có thể hay không mượn ít tiền, bất bạch mượn, một năm sau cam đoan trả về tiền vốn, cộng thêm 20% lợi tức. Cửu u giáo giáo đồ tâm động, bất quá vẫn là nửa tin nửa ngờ, ngay từ đầu chỉ đầu mấy vạn khối linh thạch. Một năm qua đi, bác sư đệ đúng hạn hoàn trả tiền vốn, cộng thêm 20% lợi tức. Cửu u giáo giáo đồ thử 3 năm, mỗi năm như thế. Về sau chuyện này bị cửu u giáo giáo đồ thượng cấp phát hiện, giáo đồ thượng cấp cũng nghĩ đầu tư, hỏi bác sư đệ được hay không, bác sư đệ nói hắn cần xin chỉ thị thượng cấp, sau đó rời ra ngoài lão cửu, cũng chính là sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi nói có thể đầu tư, sau đó giáo đồ thượng cấp đầu tư 5 năm, tài sản tăng lên gấp đôi nhiều. Vui mừng quá đổi. Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, chuyện này cuối cùng bị cửu u giáo giáo chủ biết rõ, giáo chủ không có nói cho người khác, mà là cẩn thận đưa ra muốn tham quan quá trình luyện đan, lão bác cùng lão cửu liền đem chúng ta kêu đến, để chúng ta giả tạo luyện đan hiện trường, đại ca giả mạo phục dụng đang dược thể nghiệm người. Giáo chủ tham quan qua đi, cảm thấy chúng ta chính cái rất đáng tin cậy đáng tin cậy, trước tiên đem chính mình linh thạch đầu đi vào, kiếm không ít tiền. Mặc dù kiếm không ít tiền, nhưng giáo chủ cảm thấy còn chưa đủ, liền đem ánh mắt đặt ở cửu u giáo tài kho, dùng tài kho đầu tư, chờ một năm về sau thu hoạch được ít lợi thời điểm, tài kho linh thạch toàn bộ quy vị, lợi tức về chính hắn, há không hoàng mỹ. Giáo chủ tham ô một bộ phận tài kho, kiếm tiền nhiều hơn, hắn còn không vừa lòng, dứt khoát đem tài kho hơn phân nửa đều dùng để đầu tư. Sau đó chúng ta mang theo khoản tiền mà chạy. Chuyện này đừng nói cho người khác liền các ngươi sư tổ đều không biết rõ chuyện này. Ngũ trưởng lão nhắc nhở. Tần nghiên nghiên buồn bực, các ngươi cho cửu u giáo trở lại lợi linh thạch chẳng lẽ không phải xuất từ vấn đạo tông sao, sư tổ làm sao lại không biết rõ. Ngũ trưởng lão lắc đầu, căn bản không cần đến vấn đạo tông tiền, toàn bộ quá trình bên trong chỉ có bác sư đệ ngay từ đầu lừa gạt giáo đồ thời điểm dùng đến chính hắn linh thạch. Tần nghiên nghiên càng thêm không hiểu. Ngũ trưởng lão đối cái này đồ tôn rất có kiên nhẫn, Ngươi ngẫm lại xem, chúng ta trở lại lợi thời điểm, có phải hay không còn có cái khác cửu u giáo giáo đồ tìm tới tư chúng ta? Tần nghiêng nghiêng gật đầu. Khi chúng ta đem những người khác đầu tư linh thạch trở lại cho trên một nhóm người không được sao? Tần nghiêng nghiêng bừng tỉnh đại ngộ. Các loại, cái này không phải liền là lừa gạt sao? Vấn đề này ta cũng hỏi qua bác sư đệ. Bác sư đệ nói này làm sao có thể để làm lừa gạt, chúng ta bất quá là kinh doanh thất bại đầu tư tiền vốn trôi theo dòng nước, làm ăn có lợi có lỗ rất bình thường. Nếu là cảm thấy có tội, có thể đi triều đình cáo chúng ta a, à, chúng ta thân chính không sợ bóng nghiêng. Mà lại muốn nói có tội, hắn cử u giáo giáo chủ tham ô tài sản mới gọi phạm tội. Tần nghiêng nghiêng, chấm chấm. Lục Dương chú ý tới một bên Lý Hạo Nhiên thần sắc quá dị không nói ra được, sao rồi? Lý Hạo Nhiên một mặt xoắn suýt thấy sư phụ, bị lừa cái kia giáo chủ lửa công tâm, rất nhanh liền bị tức chết rồi, sau đó Tần Hạo nhiên tiếp quản giáo chủ chi vị, phát hiện Cửu U giáo tài chính xuất hiện vấn đề lớn. Tốt nhất một đời giáo chủ đến chết đều không biết là ai lừa hắn. Cửu U giáo vạn năm tích xúc bị 10 vạn năm vấn đạo tông lừa gạt không còn, giáo chủ bởi vậy bỏ mình, có thể nói là cả người cả của đều không còn. Cửu U giáo càng là ở đây sau 900 thời kỳ, không gượng dậy nổi. Mạnh được yếu thua, có lẽ đây chính là tàn khốc tu tiên giới. Cái quỷ Lục Dương đọc đến một nửa lời bộc bạch Chính mình cũng đọc không nổi nữa Tàn khốc tu tiên giới không phải là hào cường cướp đoạt sao Vì cái gì đến nơi đây chính là tài chính đầu tư âm mưu Đã nói xong lấy thực lực vi tôn đâu Cửu u giáo ngàn năm án chưa giải quyết tại hôm nay bị phá Lý Hạo Nhiên càng là không biết rõ nên nói cái gì tốt Mặc dù đời trước nửa giáo chủ không có quan hệ gì với hắn Đời trước giáo chủ Tần Hạo Nhiên cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng hắn luôn cảm giác mình có phải hay không hẳn là có chỗ biểu thị. Hắn bắt đầu vỗ tay. Cửu u giáo người người có thể tru diệt, lừa gạt tốt. Ngũ trưởng lão ho khang hai tiếng, tóm lại, các ngươi mời ta trở thành thiên đình giáo hộ pháp chuyện này, ta là đồng ý. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, thiên đình giáo đối ngoại cứ điểm ngay tại Diên Giang quận quán đồ nướng, chúng ta khi nào xuất phát. Đêm dài lắm mộng, không bằng ngày mai liền xuất phát. Lục Dương đề nghị đúng rồi còn xin trưởng lão ngươi nhớ kỹ ngụy trang một cái vạn nhất bị cửu u giáo người nhận ra sẽ không tốt lục dương nhắc nhở trước đây bọn hắn cùng cửu u giáo người chạm mặt dùng đều là giả danh cùng mặt nạ mắt cái này đơn giản tuy nói ta ngụy trang kỹ thuật không bằng lão cửu như vậy tinh thông nhưng ứng phó chỉ là cửu u giáo người hay là không có có vấn đề lần này nói không chừng sẽ có cửu u giáo hợp thể kỳ cấp bậc người đến tại hợp thể kỳ trước mặt một chút liền có thể xem thấu các ngươi ngụy trang lại xuất phát trước đó ta cho các ngươi bốn cái ngụy trang một cái nhìn ngũ trưởng lão ở phương diện này rất có tâm đắc cáo biệt ngũ trưởng lão về sau lục dương không có quên mở rộng thiên đình giáo thành viên muốn mời đào yêu diệp cùng mang cốt gia nhập thiên đình giáo đi diên gian quận giả mạo thượng cổ thiên tài đáng tiếc là lục dương đi về sau phát hiện đào yêu diệp cùng mang cốt đều đang bế quan sư tỷ nói cho lục dương đào yêu diệp cùng mang cốt ngay tại củng cố kim đan cảnh giới nhất thời hồi lâu thoát thân không ra đúng rồi tiên tử ngươi có thể dạy ta mấy chiêu pháp thuật thần thông loại hình sao chính là loại kia nhìn rất cổ lão xem xét liền biết rõ là thời kỳ thượng cổ sử dụng lục dương giải thích nói ngươi nghĩ a à, thân phận của ta bây giờ là thượng cổ thiên tài sử dụng đều là hiện tại chiêu thức tính chuyện gì xảy ra rất dễ dàng lộ ra sơ hở bất hủ tiên tử yên lặng nhìn xem lục dương trong lòng tự nhủ ngươi cái nào chiêu thức giống như là hiện tại chiêu thức, là xuất địa thành thốn hay là chủng thủ quyết. Bất quá nàng đường đường tiên tử, khéo hiểu lòng người, không nói loại này đã kích người, tốt. Ta chỗ này có thượng cổ luyện khí thuật, thu thập thiên địa linh vận, triều vãn chi hà, ăn vào luyện hóa, có thể kéo dài tuổi thọ, thanh xuân mãi mãi, luyện khí kỳ chính là căn cứ thượng cổ luyện khí thuật biến hóa ra. Cửu trọng tiên tại luận chứng hắn là vị thứ nhất thành tiên người thời điểm, lật xem không ít cổ tịch, trong đó liền nói tới thượng cổ luyện khí thuật, hắn dùng tiên thuật thôi diễn một phen, nói thượng cổ luyện khí thuật tu luyện tới cực hạn, có thể luyện được hồng mông tử khí, cường hoành vô cùng, bất quá cái này chỉ là lý luận. Dù sao ta không gặp ai luyện ra qua. Lục Dương lắc đầu, cái này không được, không có cơ hội cho cửu u giáo người thi triển, bọn hắn cũng nhìn không ra tới này là thượng cổ luyện khí thuật. Kỳ hóa long quyết đâu? Long tộc nhục thân cường hoành, tập được hóa long quyết có thể để thân thể bộ phận long hóa cũng thu hoạch được bộ phận long tộc năng lực thiên phú tỷ như hô phong hoáng vũ phiên giang đảo hải ứng thiên tiên có học qua hóa long quyết là cho đến tận này hóa long quyết thành tựu tối cao người có thể hoàn toàn long hóa long tộc đều gọi hô hắn là ứng long lục dương nhãn tình sáng lên ai cái này tốt làm sao học ta ngẫm lại hẳn là trước trong long huyết ngâm ba ngày mặc dù có khả năng giống như ứng thiên tiên thân thể sưng vù, nhưng có bản tiên chỉ đạo, vấn đề không lớn. Đúng, các ngươi thời đại này long huyết có phải là không tốt hay không đạt được? Thời kỳ thượng cổ muốn có được long huyết, hoặc là dùng vũ lực bức bách long tộc giao ra, hoặc là giết rơi một đầu lạc đàn chân long, hoặc là giống như ứng thiên tiên, long tộc nhìn ngươi tiềm lực cao, nguyện ý ở trên thân thể ngươi đầu tư. Long huyết ngược lại là có. Vấn đạo tông khẳng định là không thiếu long huyết phượng huyết, nhưng vấn đề là ngày mai sẽ phải xuất phát, cũng không thể trên đường ngâm long huyết, còn một bong bóng ba ngày. Bất hủ tiên tử vừa rồi đều nói, có khả năng rơi vào giống như ứng thiên tiên hạ tràng. Còn có khác sao? Thao thiết nhất tộc thần thông thôn thiên vệ địa như thế nào? Lục dương giật mình, thao thiết nhất tộc thần thông thôn thiên vệ địa đại danh đỉnh đỉnh, hắn còn không có tu luyện thời điểm liền nghe thuyết thư tiên sinh nói qua. Nghe nói một chiêu này có thể thôn vệ linh hồn, thôn vệ linh khí, thông vệ nhật nguyệt tinh thần thông vệ không gian thông vệ thế gian vạn vật nhưng cái này không nên chỉ có thao thiết nhất tộc mới có thể học được bản mệnh thần thông sao ta cũng có thể học bất hủ tiên tử hoàn toàn như trước đây tự tin vỗ bộ ngực nói ra nhìn ngươi nói có bản tiên chỉ đạo ngươi ngươi cái gì học không được lục dương tại thiên môn phong tìm tới một chỗ cự ly phòng bếp rất xa trống trải địa bất hủ tiên tử hiện thân chỉ đạo muốn học được thôn thiên vệ địa trọng yếu nhất chính là phải có thôn vệ dục vọng, đây là căn bản. Thao thiết nhất tộc vì sao đặc biệt có thể ăn, chính là bởi vì bọn chúng thôn vệ dục vọng là bản năng, là không cách nào khống chế. người nhắm mắt lại, chính tưởng tượng rất đói, rất muốn ăn đồ vật. Lục Dương dựa theo bất hủ tiên tử lời nói, chính tưởng tượng trở thành phàm nhân, trong dạ dày trống rỗng, rất đói, muốn ăn đồ vật, đói chảy nước miếng. Tưởng tượng trước mặt có một bàn mỹ thực tỉ như cà chua trứng gà xào. Lục Dương trong nháy mắt không đói bụng. Hắn mở to mắt, trước mặt là nghiêng đầu nhìn mình bất hủ tiên tử. Tiên tử chính một mặt vô tội chính nhìn xem, ngươi thế nào? Không có gì, vừa rồi không ra, một lần nữa tưởng tượng. Lục Dương đem cà chua trứng gà xào ném ra não hải, thay vào đó là một bàn bàn sắc hương vị đều đủ mỹ thực. Màu sắc hồng nhuận da trải qua dầu chiên hút đầy nước canh đốt giò, chất thịt căng đầy mang theo vị cây ốc nước ngọt, dội lên dầu mạnh mẽ tử mì sợi. Lục Dương lau nước miếng, là thật đói bụng. Tiên tử thanh âm đúng lúc gặp thời nghi ở bên tai vang lên, nhớ kỹ ta đọc khẩu quyết, không muốn ý đồ đi lưng, phải hiểu, từ cấp độ càng sâu phương diện tưởng tượng đoạn này khẩu quyết hàm nghĩa. Sau đó chính là không lưu loát khó hiểu thượng cổ tiếng nói. Có lẽ là Lục Dương đói khác cùng đoạn này khẩu quyết rất phối hợp, mặc dù vẫn là nghe không hiểu, nhưng Lục Dương không cảm thấy không lưu loát. Từ giữa trưa đến chạng vạn tối, Lục Dương đều nhọn tại bảo trì đói khát trạng thái đi tìm hiểu đoạn này khẩu quyết, thời gian dần trôi qua, hắn đối đoạn này khẩu quyết càng ngày càng quen thuộc, tự hồ là đã hiểu khẩu quyết hàm nghĩa, ăn. Hắn lại lần nữa mở hai mắt ra, trong lòng vang lên khẩu quyết, cúi đầu nhìn về phía dưới chân bùn đất, sinh ra một loại xúc động. Hắn muốn ăn đất. Các loại, ta làm sao muốn ăn đất? lục dương phát giác không đúng bất hủ tiên tử nghiêng người nằm trên mặt đất cánh tay xử lấy khuôn mặt đương nhiên nói ra chúc mừng a à, ngươi đã luyện thành vệ địa nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha